Đến hẹn lại lên, vậy là chúng ta lại được gặp nhau sau một ngày dài làm việc. Đó là niềm vui của cá nhân mình vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Và mong các bạn cũng cảm thấy như vậy. Đừng quên thả nhẹ một like, ấn chuông thông báo và đăng ký kênh. Đây là nơi sẽ cung cấp cho các bạn những tin tức nhanh nhất về câu lạc bộ Arsenal. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đồng hành với nhau qua bản tin sáng nay ngay nhé. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Barcelona đang trong quá trình chuyển giao bộ máy lãnh đạo. Và ngày tới, cuộc bỏ phiếu quyết định ai sẽ là chủ tịch tiếp theo của Blaugrana sẽ diễn ra. Theo báo chí Tây Ban Nha, chính khách Juan Laporta trở thành ứng cử viên hàng đầu chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch câu lạc bộ Barca. Người đàn ông 58 tuổi nhận được 10.257 chữ ký từ các thành viên đội chủ sân Camp Nou ở cuộc bầu chọn sơ lược. Theo đó, Laporta muốn Mikel Arteta sẽ là thuyền trưởng của Barcelona khi ông đắc cử. Cựu trợ lý Man City từng khoác đội trẻ và Barca B. Vì vậy, Laporta tin rằng vị chiến lược gia này nắm rất rõ triết lý của câu lạc bộ. Tờ Football London cho biết, Arteta sẵn sàng trở thành huấn luyện viên của Barca vào một ngày nào đó. Hiện tại, ông chỉ muốn tập trung cho dự án mà mình đang xây dựng tại Arsenal. Hợp đồng của thiên trưởng 38 tuổi vẫn còn thời hạn đến năm 2023. Dù pháo thủ chưa đạt được thành tích như kỳ vọng, Arteta vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Nicolas Pepe đã gây ấn tượng mạnh trong màn đụng độ với Leicester City hồi cuối tuần qua. Tiền đạo người bờ biển Nga được điền tên vào đội hình xuất phát và đã tận dụng cơ hội này để ghi điểm với huấn luyện viên Arteta cũng như các cổ động viên pháo thủ. Suốt khoảng thời gian hiệp 1, ngôi sao 25 tuổi không ít lần khiến hậu vệ Luke Thomas phải hoạt động hết công suất, dẫn đến việc phải rời sân sớm. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục tạo sức ép lên phần sân đối phương sau giờ nghỉ và pha lập công nâng tỷ số lên 3-1 đến như một hệ quả tất yếu. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu trò, huấn luyện viên Arteta tỏ ra vô cùng hài lòng. Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dành cho Pepe những lời khen ngợi. Cậu ấy thực sự rất kiên định và đó là điều chúng tôi cần ở Pepe. Cậu ấy là một trong những cầu thủ có thể tạo ra rất nhiều cơ hội cho chúng tôi. Cậu ấy sở hữu những tố chất rất khác biệt và ở những tình huống một đấu một, có lẽ cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi có. Theo báo chí Anh, Arsenal nhiều khả năng sẽ bán đi ngôi sao Alexandre Lacazette ở mùa hè 2021. Tiền đạo người Pháp gia nhập pháo thủ thành London từ Lyon vào năm 2017 với bản hợp đồng trị giá 46,5 triệu bảng. Dù nhận được sự kỳ vọng lớn, tuy nhiên Lacazette vẫn chưa thể vươn tới cột mốc 15 bàn thắng sau gần 4 năm thi đấu ở sân Emirates. Bản hợp đồng hiện tại giữa Lacazette và Arsenal sẽ đáo hạn vào mùa hè năm 2022. Theo truyền thông xứ sương mù, đội bóng thành London quyết định không ra hạn hợp đồng với cầu thủ 29 tuổi. Theo Football London dự đoán, Arsenal sẽ bán Lacazette ngay trong hè này và chiêu mộ một tiền đạo khác thay thế. Juventus hiện là bến đỗ tiềm năng tiếp theo với cựu sao Lyon. Chân sút người Pháp từ lâu đã lọt vào mắt xanh của nhà đương kim vô địch Serie A. Bên cạnh tài năng, mức phí chuyển nhượng vừa tầm là điểm cộng của Lacazette trong mắt ban tuyển trạch Juventus. Ở tuổi 29, anh còn khả năng cống hiến từ 3 đến 4 năm đỉnh cao cho lão phu nhân nếu cập bến đội bóng thành Turin. Tiếp đón Arsenal tại King Power và sớm vươn lên dẫn trước, nhưng chung cuộc, Leicester City vẫn phải nhận thất bại 1-3. Qua trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Brendan Rodgers bày tỏ về trận thua đáng quên. Một kết quả thất vọng. Tôi không nghĩ màn trình diễn của chúng tôi thật sự tốt. Tôi nghĩ Leicester chơi hơi thụ động, đặc biệt là trong hiệp 1. Chúng tôi vào trận với sơ đồ 4-4-2 nhưng không đủ những pha di chuyển. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi hay hơn một chút. Leicester khởi đầu với một bàn thắng thật sự hay, nhưng tôi vẫn không nghĩ đội bóng đã kiểm soát bóng nhiều như mong muốn. Có những khoảnh khắc chúng tôi vượt qua được áp lực, có các cơ hội, nhưng về tổng thể trận đấu, đội bóng hơi thiếu năng lượng. Hiệp 2 chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, nhưng lại chịu thất vọng bởi bàn thua thứ 3. Arsenal sau đó đã lùi lại, họ dẫn 3-1 và kiểm soát thế trận từ cự ly thấp hơn. Chân sút chủ lực của The Foxes là Jamie Vardy chơi cả trận, nhưng đã bị phong tỏa và không thể điền tên lên bảng điện tử lần nào. Qua Instagram, Vardy nói đúng hai câu như sau: "Hôm nay không phải là ngày của chúng tôi, đây là lúc vực dậy và tiến bước vào thứ tư." Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.